cao cấp Jinsu mới, thơm ngon tới giọt cuối cùng. Jinsu Food. 20 giờ xem gì trên V Channel. Thứ hai, ba, tư đón xem Hoa Vương. Thứ sáu, đừng bỏ lỡ Người Ấy Là Ai mùa năm. Thứ bảy, chạy cùng Rap Việt mùa ba. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ, xem sớm nhất trên ứng dụng Vion. Để hai con người cô đơn không còn đơn độc nữa. Đồng ý lấy anh nhé. Em đồng ý. Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Chính cô là kẻ đã đâm sau lưng nó. Bây giờ cô còn tính đến chuyện sẽ kết hôn với nó nữa à? Ai là người giúp con làm những điều đó? Ngày nào mà còn tôi ở đây, cô đừng hòng bước chân qua cửa nhà và trở thành con dâu. Anh Mạnh. Đúng. Anh đã thích em từ lâu rồi. Anh biết rõ là em yêu ai mà. Anh hiểu là bây giờ trái tim của em không thể nào yêu người khác được nữa. Nhưng mà anh muốn cho em biết một điều là anh sẽ luôn bên cạnh em. Sao? Chọn được căn nào chưa? Căn nào cũng đẹp hết. Em không biết phải chọn căn nào nữa. Hay là anh chọn đi. Đầu tiên về vị trí thì phải ưu tiên gần công ty em. Em thấy căn này thế nào? Không gian thoải mái cho em làm việc. Nhà bếp mở rộng rãi. Wow! Lại có cả phòng thay đồ riêng cho celeb tha hồ chứa quần áo giày dép đây này. Vậy chồng của celeb phải tốn nhiều tiền rồi. Mà anh định mua nhà cho em sử dụng toàn bộ các phòng luôn hả? Đương nhiên. Nhà của vợ thì tất cả mọi thứ phải phục vụ vợ chứ sao? Sao anh tốt với em quá vậy? Em sợ mình không xứng đáng. Sao em lại nói như vậy? Mọi thứ diễn ra cứ như là một giấc mơ. Kẻ cô độc như em bỗng nhiên có một gia đình, có một nơi để trở về và có một bờ vai để tựa vào. Em không bao giờ nghĩ mình lại có được hạnh phúc như vậy. Có phải nhiều lúc em thấy rất khó khăn khi xử lý mọi việc một mình đúng không? Ừ. Kiếm tiền đúng là không hề dễ dàng. Nhưng cô đơn mới là điều đáng sợ nhất. Vui cũng một mình, buồn cũng một mình,
ốm đau cũng y như vậy. Vậy thì từ bây giờ chắc chắn sẽ khác. Vì hiện tại và tương lai của em sẽ luôn có anh ở bên cạnh. Vui, em sẽ cười với anh. Buồn, sẽ khóc trên vai của anh. Những lúc em ốm đau, sẽ có người mua thuốc và thức cả đêm để chăm sóc cho em. Nhưng mà trước đó, em phải chăm sóc cho anh đấy. Anh đói lắm rồi. Ủa mà sao My á không hỏi thẳng anh Thư đi, mà lại hỏi Phương? Dù sao thì hai người cũng sắp về chung một nhà với nhau rồi. Cô ta nói với Phương chuyện làm đám cưới với Hải Đăng hả? Ờ, mà cũng nhờ Phương đó. Nhờ Phương á, tiết lộ chuyện Hải Đăng còn độc thân, cho nên hai người mới đến với nhau được đó chứ. Sao Phương lại kể cho cô ta nghe chuyện đó? My đã nhờ Phương giữ kín bí mật chuyện này rồi mà. Dù có kể hay không thì cũng đâu ngăn cản được tình cảm của hai người đâu. Mà phải nói nha, Hải Đăng á, cứ bám riết lấy anh Thư, ngày nào cũng tặng hoa hết. Đúng là kẻ si tình á. Như Phương á còn thấy mũi lòng, sao mà không giúp họ được. Hải Đăng tặng hoa mỗi ngày hả? Ừ. Ai nói? Tất nhiên là anh Thư rồi. Vô lý. Hải Đăng không thể là người làm tất cả những chuyện đó đâu. Nó còn chủ động chia tay anh Thư khi biết cô ta là kẻ không ra gì kìa. Vậy sao hai đứa nó có thể làm lành lại với nhau chứ? Lại còn tính đẩy nhanh chuyện cưới hỏi nữa. Chắc chắn là có chuyện gì mờ ám đây. Em xong rồi đây. Mồ hôi ướt hết trán em rồi nè. Thôi được rồi, để em. Anh ăn thử xem. Thơm quá. Anh đói lắm rồi phải không? Anh đói muốn xỉu ra đây này. Anh ăn thử đi, coi có vừa miệng không? Không ngon. Vì quá ngon. Em thấy chiến lược của anh được không? Chọn vợ đẹp này, vợ giỏi này, lại nấu ăn ngon. Thế này tương lai của anh chắc chắn sẽ béo phì mất. Anh đó, suốt ngày chọc em hoài đi. Chỉ cần em cười, anh sẽ chọc hoài. Em không nghĩ có ngày anh với em được ngồi cạnh nhau rồi cùng nhau ăn tối vui vẻ như vậy. Nói thiếu rồi nhá. Phải là một cặp đôi sắp cưới ngồi cạnh nhau cùng ăn tối. À, từ lâu rồi anh đã nghĩ sẽ có ngày như thế này. Chẳng qua anh còn băn khoăn vì lúc đó em còn hoài nghi và do dự nhiều quá. Bây giờ em đã tin anh chưa? Bây giờ em đã không còn dao động, không còn muốn từ bỏ nữa. Nếu tương lai của em không có anh thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa hết. Cảm ơn anh vì đã yêu em.
anh ăn đi, đói bụng rồi kìa. Được, ăn. Có một chuyện tôi cần làm rõ. Có phải là thời gian gần đây Hải Đăng thường xuyên mua hoa gửi tặng cho cô Anh Thư không? Dạ, chuyện này... Đúng là có những chuyện tôi rất lo lắng. Nhưng mà cậu yên tâm đi, tôi làm tất cả những chuyện này là chỉ muốn tốt cho Hải Đăng thôi. Dạ, thật ra giám đốc không phải là người tặng hoa cho chị Anh Thư, mà giám đốc là người nhận hoa của chị Anh Thư trả lại. Nhận hoa của Anh Thư trả lại? Nhưng mà tại sao lại trả lại? Dạ, chị Thư hiểu lầm giám đốc là người tặng hoa cho chị. Nhưng sau đó mới biết người tặng hoa cho chị là một fan cuồng biến thái. Chuyện này cũng có thật sao? Lúc đó giám đốc rất là lo lắng, nên lúc nào cũng ở gần chị Anh Thư. Nhờ vậy mà hai người mới làm lành được với nhau. Thì ra là như vậy. Cậu có biết hoa đó được gửi đến từ đâu không? Dạ, tôi cũng không rõ. Vậy là cô ta biết Hải Đăng độc thân nên cố ý tiếp cận nó, rồi giả bộ có kẻ theo đuôi để đạt được mục đích. Đúng là kẻ thủ đoạn gian xảo mà. Phải làm sao để có được bằng chứng đây? Tôi chết rồi. Anh quên điện thoại trên phòng, cho em một lát nhé. Dạ. Chào chị. Chào cậu Tùng. À, chào chị Thư. Lâu quá không gặp. À, không biết giờ này chị Trà My tới đây có chuyện gì vậy? À, chị Trà My tới hỏi một số chuyện à? À, có phải liên quan tới tôi không? À, dạ, là chuyện chị trả mấy bó hoa cho giám đốc. À, tôi biết rồi. Tôi xin phép đi làm việc tiếp. Cảm ơn cậu. Em sao thế? Có chuyện gì lo lắng à? Đang lo chuyện đám cưới của tụi mình có đúng không? Dạ, đâu có. Bố nói như vậy là đã đồng ý rồi. Bố còn để cho tụi mình quyết định ngày cưới mà. À, anh tính là cuối năm, em thấy sao? Anh cứ quyết định đi. Nhưng mà dì còn chưa đồng ý chuyện của mình. Em sợ. Em cứ yên tâm, dì là người cẩn trọng. Chắc là dì đang hiểu lầm chuyện gì đó nên mới phản ứng gay gắt như vậy. Mà em đừng có lo, dì phải chăm sóc bố với cả thằng Khoa, làm gì có thời gian rảnh mà quan tâm đến chuyện của anh. Giờ quan tâm đến chuyện của anh ấy chỉ có mỗi em thôi. Này, chắc chắn em đang lo lắng điều gì đó. Nhìn mặt em lạ lắm. Anh sẽ không thay đổi đúng không? Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ủng hộ em, có đúng không? Vừa nãy em hứa là sẽ tin tưởng anh, sẽ không bao giờ dao động nữa mà. Dạ, em... Em... Nhìn anh đi. Người đàn ông trước mặt em sẽ không làm cho em thất vọng đâu. Anh sẽ ở bên em. Có điều... Em đừng hoài nghi nữa.
đừng sợ cái gì cả. Hãy tin anh, tin ở tình yêu của chúng mình. Em rất muốn tin anh. Vậy cứ làm những điều em mong muốn đi. Hay là mình cưới sớm được không anh? Đừng chờ đến cuối năm. Em đó, lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Anh đã không đi Thái Lan nữa rồi thì anh cũng không bỏ trốn đâu mà em sợ. Em xin lỗi. Anh cũng biết rồi đó. Cuộc đời của em chưa bao giờ gặp chuyện gì suôn sẻ hết. Em chỉ sợ lần này cũng... Em rất sợ sẽ mất anh. Được rồi, mình sẽ cưới sớm. Bất cứ khi nào em sẵn sàng. Bây giờ xem gì trên V Channel. Thứ hai, ba, tư đón xem Hoa Vương. Thứ sáu, đừng bỏ lỡ Người Ấy Là Ai mùa năm. Thứ bảy, chạy cùng Rap Việt mùa ba. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ. Xem sớm nhất trên ứng dụng Vion. Ăn không nổi, nuốt không trôi. Ăn hủ tiếu mà em nói là ăn không nổi, nuốt không trôi hả? À, hay là tối nay anh dẫn em đi ăn nhà hàng năm sao nha. Anh á, lúc nào cũng ăn. Anh chỉ biết hưởng thụ và ăn thôi hả? Anh có biết là nếu như Trà My không thuyết phục được ông Quang Hải giải ngân thì tụi mình phá sản không? Đó, thấy chưa? Anh nói với em biết bao nhiêu lần rồi. Kiếm tiền nhiều quá để làm gì? Bộ quản lý cái bệnh viện lớn như vậy chưa đủ hay sao? Còn đòi mở thêm một cái bệnh viện riêng ở Phú Yên nữa. Để làm gì? Anh im đi. Em nói với anh bao nhiêu lần rồi hả? Mà tại sao anh không chịu hiểu? Anh tưởng cái bệnh viện đó là của mình hả? Em ngồi ở đây ăn nè, mà em không biết là tới khi nào em bị cái đám anh em nó hất cẳng ra nữa. Em mệt mỏi lắm rồi. Em phải có bệnh viện của riêng mình. Ba mẹ ơi, con đi đó nha. Hôm nay con sẽ về trễ đó. Ý, đi đâu vậy? Mẹ mới vừa lơi ra một cái là con đi à? Đâu có. Thì chẳng phải mẹ nói con là hẹn hò với Đăng Khoa đi hả? Hôm nay con lại tiếp tục đi đánh bowling với ảnh nè. Bowling? Trò đó thì hơi nhạt nhẽo thiệt, nhưng mà ảnh Khoa ảnh thích, cho nên con chiều ảnh. Yên ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời mẹ tự ngưỡng mộ mình quá vì đã sinh ra con. Con đã làm cho trái tim của thằng Khoa rung động hả? Đi đi con, đi đi con, đi nhanh đi. Vậy con đi đó nha. Khoan, mẹ có ý này. Cái gì? Cà Na, con nói lại cho bác nghe coi. Ủa, bộ má không biết thiệt á hả? Anh Mạnh với chị Hai đàng quyền nhau. Mà chị Mai ơi, mai mốt thành chị dâu của em, nhớ mua kem cho em ăn đều đều nha. Không có dâu kem gì hết, ai gả mà cưới. Con sao vậy Mạnh? Bác coi con như con ruột ở trong nhà, như là anh hai của Trúc Mai với Trúc Lam, cho nên mới để cho cả nhà con ở chung. Rồi giờ con làm vậy coi sao được? Dạ thưa bác, con biết là bây giờ điều kiện của con chưa có tốt, nhưng mà con tin là con sẽ mang được hạnh phúc tới cho Trúc Mai. Bác cho phép tụi con nha bác. Không được, đã là anh em ruột thịt nhau trong gia đình á thì làm sao mà hẹn hò yêu đương được. Chưa kể hoàn cảnh của con á có khác gì gia đình nhà bác đâu hả? Hai đứa chia tay đi. Chị, sao bắt tụi nó chia tay vậy? Thằng Mạnh nhà tôi nó cũng đẹp trai nè, thông minh lanh lẹ nè, đâu thua kém ai đâu.
Người ta nói là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Nó chăm chỉ như vậy, chỉ cần nó cầu tiến, vài năm nữa nó sẽ giàu thôi. Giàu đừng nói chuyện với tôi. Chị nói vậy mà nghe được hả? Trời ơi, sao tự cấm quen nhau? Mình là cùng cảnh khổ với nhau, mình phải thương nhau đó chị. Sao chị tầm thường quá vậy? Vì tiền bắt tụi nó xa nhau à? Anh dám nói tôi tầm thường hả? Chị nữa, chị không cho thằng Mạnh quen con Mai. Chị muốn gả nó cho nhà giàu để chị ăn sung mặc sướng cái gì? Đúng vậy đó. Đó. Tôi tham tiền đó. Đó. Rồi sao? Làm gì tôi? Dọn ra ngoài ở đi. Để khỏi phải ở chung với mấy người tham tiền như tôi. Má, má đừng nói vậy mà má. Bác à, con yêu Mai là thật lòng, cho nên là con sẽ mang được hạnh phúc tới cho Mai. Bác tin con nha bác. Anh hai, chia tay với chị Mai nhanh lên. Không thôi là bác đuổi mình ra ngoài đường á. Đuổi thì đi, bác ngồi xuống anh bạn chia tay. Đi thì đi, tôi không muốn ở trong nhà cái người mà tham phú phụ bằng với chị đó. Đi con, gọi đây làm gì? Đi. Trời ơi, trời gì kỳ vậy? Trơn quá. Trơn gì mà trơn? Trơn thiệt. Chơi dở thì nói chơi dở. Chơi dở mà đặt đổ thừa tại trơn. Trơn mà trơn. Coi tôi nè. Trơn cái gì mà trơn? Ê. Cái size của cô là size XS. Đó. Hãy xem ta đây. Trời. Có sao không? Không có sao không? Không sao. Trơn thấy chưa? Trơn chưa? Rồi, cảm ơn con. Đang yên, đang lạnh, tự dưng hồi đi theo làm gì không biết nữa. Thôi, nước tới rồi. Uống cho đỡ quê đi bà xã. Cái này là món của bà xã tính đó. Uống nước đi con. Anh Khoa, uống nước cam đi. Cái này á là tốt cho bệnh của anh lắm á. Em có thể nào được nhắc bệnh của anh nữa được không? Em quên. Mà cũng đúng ha. Nhìn anh trông khỏe mạnh vậy mà nói về bệnh đó cũng hơi kỳ ha. Để lần sau á em sẽ quan sát kỹ hơn. Bao giờ mà không có người á thì lúc đó em mới nói ha. Yến. Dạ. Con vô toilet với mẹ một tí. Chi gì mẹ? Mẹ có chuyện nhờ con chứ. Anh, xin lỗi cháu nha. Dạ. Đợi em chút xíu nha. Khoa nè. Dạ. Con thực sự muốn trở thành thành viên gia đình chú chứ? Dạ. Con hôm nay cố gắng. Con bé nhà chú nó hơi bướng bỉnh, ham chơi. Nhưng thật ra tính cách của nó rất đơn giản, thẳng thắn. Nó được cưng chiều từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ hại ai và làm xấu điều gì. Thấy nó như vậy mà sống rất tình cảm đó con. Dạ. Mà Khoa nè, thực sự là chú rất là đồng cảm với con lúc này. Bởi vì ngày xưa chú cũng yêu một cô gái nghèo, cũng bị gia đình ngăn cấm dữ dội luôn. Con tưởng cô là mối tình đầu của chú chứ. Con có biết tại sao cuộc sống của chú bây giờ hạnh phúc như vậy không? Tại vì chú phân biệt đâu là tình yêu, đâu là hôn nhân. Yêu đương á chỉ là qua đường. Hôn nhân thì phải môn đăng hộ đối. Cái cô gái nghèo năm xưa cứ bám theo chú, dai dẳng, phiền phức vô cùng. Chú khuyên con với tư cách á là hai người đàn ông với nhau, chứ không phải là ba vợ tương lai. Con hiểu chứ? Dạ, con hiểu. Con cảm ơn chú nha. Ừ. Tốt. Con phải lấy lý trí điều khiển trái tim của con thì mới mong có cuộc sống dễ dàng như chú. Dạ. Lau mồ hôi đi con. Nè, mắc ra hết rồi kìa. Trời, vậy là nãy giờ anh thấy hết rồi hả?
ơi, mà cũng tại ba mẹ hết trơn á. Tự dưng đã không biết chơi bowling rồi mà còn đòi đi theo làm gì không biết, để con xấu hổ muốn chết luôn. Con hồi hộp căng thẳng quá cho nên mới đổ mồ hôi rồi mới đem mascara vậy nè. Sao lại nói vậy con? Ba mẹ đi theo là để hỗ trợ cho con mà. Giờ này ba con đang ở ngoài đó chỉ dẫn cho thằng Khoa đó. Thiệt hả? Ừ, thiệt chứ sao không thiệt. Con không biết tâm lý của đàn ông gì hết á. Mình có một cái cơ thể mà nó hấp dẫn như vậy, tại sao không chịu rủ nó đi bơi để mà khoe body? Đàn ông nào mà không mê? Không thích. Con không có muốn nhìn rẻ tiền cho mắt quạnh. Con đừng có nói là con thích thằng Khoa rồi nha. Không biết. Nhưng mà tóm lại là con có muốn đi hồ bơi. Mẹ. Trời ơi, con gái của tôi biết yêu rồi kìa. Thôi mà. Thôi. Mẹ này. À, khoan đã. Nghe mẹ dạy nè. Ai yêu nhiều hơn thì người đó khổ hơn. Cho nên con không được yêu nó nhiều quá, nghe chưa? Con yêu sao mà giống như là ba với mẹ vậy đó. Chỉ cần giữ chặt ba con ở trong tay như vậy là đủ rồi, hiểu chưa? Tuân lệnh mẫu hậu, con biết rồi. Mà mẹ, anh Khoa hết đi Pháp rồi. Thiệt hả? Ừ? Sao vậy? Thì tại anh Hải Đăng á, sắp lấy vợ. Cho nên bây giờ nhà bên đó hả, cực kỳ là bận rộn. Hải Đăng lấy vợ? Dạ. Má, đừng giận chú Thái nữa nha má. Chuyện có gì đâu mà gây nhau hoài. Chuyện vậy mà con nói không có gì đâu hả? Con có nghe là ông chửi má là cái đồ tham phú phụ bần không? Bộ con không nghe hay sao? Thì cũng tại má. Tự nhiên cấm anh Mạnh quen với chị Hai, rồi kêu nhà anh Mạnh nghèo. Chú Thái tự ái cũng phải rồi. Ê con này, vô thu xếp hành lý đi với cha con nó ngay lập tức. Thứ gì? Đàn ông gì đâu á, mới nói có mấy câu bà đã dựng dỗi bỏ nhà đi luôn. Đi đi, từ nay trở đi khỏi sống chung nữa. Không sống chung là không ai chia tiền nhà trọ với má đâu nha má. Thì đi kiếm người khác. Mà chuyến này á, kiếm bà nào ở chung cho đỡ mang tai mang tiếng. Má, con phải hiểu cho má chứ. Không phải là má muốn làm dữ với cha con nhà đó, nhưng mà thằng Mạnh á là má không có ưng. Bây giờ con phải lo học hành cho đàng hoàng, rồi kiếm một người chồng tử tế nữa. Mấy người cứ chờ đó đi, con tôi nhất định sẽ sống hạnh phúc cho mấy người coi. Mấy người là ai vậy má? Thì là mấy người hay coi thường má con mình. Thôi thì bây giờ chuyện của má chị Hai để sau đi. Con sẽ chạy ra kêu gia đình chú Thái vô. Trời mưa kìa má ơi, giờ để ngoài kia chú Thái mưa ướt bình tội nghiệp lắm á má. Kêu một mình Cà Na thôi. Dạ. Cà Na. Cà Na ơi, kêu ba với anh Mạnh vô em ơi. Con nhỏ này. Chị Trà My tới hỏi một số chuyện à? Có phải liên quan tới tôi không? Dạ, là chuyện chị trả mấy bó hoa cho giám đốc à? Đúng rồi, tiệm hoa. Chuyện gì xảy ra vậy chị? Có phải là Hải Đăng sắp cưới không?
là thật đó. Trong lúc chị lo chuyện của thằng Khoa, thì Hải Đăng nhờ có sự giúp sức của anh Thư mà vực lại tinh thần. Cô ta còn nhanh hơn một bước là nghĩ luôn chuyện làm đám cưới với Hải Đăng nữa kìa. Sao lại có chuyện như vậy được? Chỉ trong một thời gian ngắn mà cô ta có thể cột chân Hải Đăng được à? Cô ta đã lên kế hoạch rất là rõ ràng. Cô ta vờ ra chuyện có một fan cuồng theo đuổi, rồi liên tục tặng hoa, rồi gửi thư nặc danh, làm cho Hải Đăng đứng ngồi không yên. Chị nhìn sơ qua là chị biết cô ta bày trò rồi. Nhưng bực mình ở chỗ là anh Hải không có tin lời chị. Ảnh còn đồng ý cho Hải Đăng lấy anh Thư nữa. Và lúc nào cũng la chị là đừng có gây chuyện. Chỉ cần mình tìm ra bằng chứng để vạch mặt cô ta là được chứ gì. Nếu như mà có bằng chứng thì còn nói gì nữa. Trừ khi là mình tìm ra được địa chỉ cái shop hoa mà cô ta hay đặt á. Con đã mua loại hoa mà dì thích nhất. Dì nhận đi ạ. Chị nhớ rồi. Chị kiểm tra giúp tôi. Ngày 28, tôi có nhận được 5 giỏ hoa và 5 bó hoa từ cửa hàng này. Chị chờ tôi chút nha. Đúng cái địa chỉ này rồi đó chị. Mình vô trong đi. Dạ. Đây rồi. Người gửi tự xưng là HD yêu cầu tiệm tôi gửi tới tập đoàn Tinh Hoa. Có lưu số điện thoại phải không chị? Dạ có. Có số điện thoại và cả tài khoản ngân hàng. Nhưng mà có chuyện gì không chị? Chủ tiệm hoa có đây không em? Dạ. Chị chờ tôi chút nha. Chào hai chị. Hai chị muốn mua hoa gì? À, tôi đang muốn hỏi thăm là... Chào cô anh Thư. Cô vẫn khỏe chứ? À, chào chị, tôi vẫn khỏe. Cô làm gì ở đây? Ờ, dạ, con tới mua hoa. Tình cờ thật. Sao dì biết tiệm hoa này mà tới đây vậy? Không tình cờ đâu. Tại lần trước cô mua hoa tặng tôi thấy rất đẹp. Cho nên hôm nay tìm đến shop hoa này để mua thêm mà. À, thiệt hả dì? Vậy thôi, dì chọn hoa đi ha. Con có việc phải đi trước. Tôi ghé lại sau nha. Dạ, chào chị. À, chào chị. Cô gái đó đến mua hoa hả? À, dạ không. Chị ấy đến để hỏi số điện thoại của người đã gửi hoa cho chị ấy. Tôi có thể xem được không? Dạ được. Ủa? Mới đây mà. Bị xé rồi. Cho tôi mượn. Ta xé để xóa chứng cứ đó. Chị là mất chứng cứ rồi. Trơn tráo thật. Hôm nay trời đâu có trăng hay sao gì đâu mà anh nhìn nhở. Nhìn em nè. Khoa, nãy giờ em kêu anh ăn chè quá trời luôn á, mà sao không trả lời? Thôi mình ăn chè đi. Rồi, em hiểu rồi. Trời đêm khuya như vậy á, là nhớ người yêu lắm đúng không? Mà nhớ khúc nào vậy? Khúc ôm, khúc hôn, hay là khúc... Vậy là khúc hôn hả? Yến à. À,
Hôm nay á là em đã phải vắt óc ra suy nghĩ xem là nấu món gì cho anh á. Bình thường em hay thích ăn chè đậu xanh đánh, nhưng mà hôm nay em muốn anh dễ ngủ á, cho nên là em nấu chè hạt sen. Nhưng mà đâu có ngờ là anh giống vậy không có muốn ngủ, mà anh muốn thức để nhớ về một ai khác. Yến, em nghe anh nói đã. Anh cứ mãi lo nỗi buồn của bản thân mình, mà anh không biết rằng đã làm cho một cô gái vô tư như em phải buồn nhiều đến mức như vậy. Anh xin lỗi nha. Anh biết bây giờ có hơi khó khăn một chút, nhưng mà anh sẽ cố gắng từ từ mở lòng với em, nên là em đừng có nghĩ ngợi nữa nha. Anh sẽ không làm cho em phải buồn nữa đâu. Câu này là trong sách hả? Chứ nếu câu này là thiệt của anh, chắc là chứ em không. Anh Mạnh, anh ăn miếng cháo, đổ uống sữa đi cho mau khỏe. Anh sao vậy? Sốt hành anh cảm thấy khó chịu trong người hả? Hay anh buồn má em? Anh thấy bác đó đúng mà. Tuy anh rất là thích em, nhưng mà anh không biết em quen anh là có đúng không nữa. Đúng là bây giờ anh chưa có gì hết. Gia đình của anh đang nợ gia đình của em một số tiền. Anh thấy anh còn thua cả những người khác nữa. Anh nói tầm bậy gì vậy? Nhưng mà anh không thể nào ngừng thích em được. Anh không muốn từ bỏ. Quyết định rồi, anh sẽ cố gắng phấn đấu để làm quản lý, để kiếm thật là nhiều tiền. Và anh hứa 10 năm nữa anh nhất định sẽ mở cho em một cái nhà hàng để làm bếp trưởng. Sao lúc nào anh cũng nghĩ cho em hết vậy? Nè, anh Mạnh, anh đừng có để tâm tới những lời má em nói nha. Đúng là không có tiền thì lo thiệt á, nhưng mình đều biết tiền không mua được hạnh phúc mà, đúng không anh? Anh đừng có vì em mà chạy theo đồng tiền nha. Anh sẽ đánh mất chính mình đó. Em chỉ cần anh như bây giờ thôi à. Em nói đúng. Cho nên bây giờ anh sẽ cố gắng ăn hết tô cháo này để có sức chiến đấu cho tương lai của chúng ta. Em nấu ngon thiệt luôn á Mai. Đúng là bếp trưởng tương lai. Cảm ơn anh. Sao mình có thể sơ hở như vậy chứ? May mà tới kịp. Không được, chưa đến lúc nghỉ ngơi. Mình phải nhanh chóng kết thúc chuyện này mới được. Vì mấy năm vừa rồi con làm việc rất tốt, nhưng vẫn không chịu lấy vợ, cho nên bố chưa yên tâm nghỉ được. Giờ thì tốt rồi, có anh Thư phụ con. Con bé rất có năng lực, nó chả giúp cho con tăng doanh thu nhanh sau cái vụ xịt căng đan đi ra là còn gì. Giờ bố sẽ giao cho hai đứa quản lý công ty, nghỉ ngơi, về nhà
chờ bế cháu. Bố có vẻ thích anh Thư nhỉ? Ờ, con bé tham vọng ghê. Nó đã định làm cái gì thì quyết liệt làm cho bằng được. Nhưng mà bố lại thích cái tính đấy. Nó có vẻ cũng thật lòng với con, đúng không? Thực ra cô ấy rất tình cảm, chứ không lạnh lùng như vẻ bề ngoài đâu bố ạ. Vậy thì bố yên tâm rồi. Xin chào bố. Ơ, sao con tới đây? Dạ, con nghe anh Đăng nói là đi tập thể dục với bố, cho nên con tới để lấy lòng mà. Cứ như vậy thì đám cưới sẽ sớm diễn ra thôi. Có anh Thư giúp sức thì Hải Đăng sẽ sớm chiếm được tài sản của anh Hải. Chị sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu. Chúng ta phải có cách gì đó chứ. Chị, hay là mình tìm lại tên Dương, cho hắn một ít tiền để hắn ta tới đây vạch mặt anh Thư. Chị có đi tìm hắn và biết là hắn đã bị bắt, còn hiện tại đang nhốt ở đâu thì chị không rõ. Giá như mà chị đừng có xóa cái bản ghi âm mà hắn ta khai anh Thư đã làm cái chuyện ngộ độc thực phẩm đó thì hay biết mấy. Làm sao mà chị biết được là mình còn dây dưa với cô ta tới bây giờ chứ. Hay là mình lấy cái vụ mà cô ta gửi hoa để mà mình trì hoãn thời gian trước đi. Trong lúc đó thì em sẽ tìm cách. Không được, bằng chứng đó không đủ thuyết phục. Chính mắt mình đã nhìn thấy cô ta xé trang giấy ghi tên của mình. Như vậy không phải là bằng chứng chứ còn lại gì nữa. Chị biết rõ tính chồng mình, chúng ta cần tìm bằng chứng khác thuyết phục hơn. Chúng tôi muốn thông báo rằng đơn hàng của chị đang trên đường giải thoát. Mình tới tiệm hoa đi chị. Em đã có cách để lấy bằng chứng lật mặt của anh Thư rồi. Mình làm cái trò gì vậy? Làm gì có một fan cuồng biến thái nào ở đây. Tất cả chỉ nằm trong vở kịch do cô dàn dựng ra để kéo con vào chồng đó Hải Đăng. Con không có làm như vậy. Tại sao dì cứ vu oan cho con vậy? Bây giờ mình còn muốn cô ta trở thành con dâu trong gia đình này nữa không? Anh muốn nghĩ sao vậy em cũng được. Em chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Bây giờ anh muốn tìm chị em làm cái gì nữa? Anh muốn mẹ anh tới sỉ nhục chị lần nữa rồi anh mới vừa lòng hả anh Khoa? Quên chị em đi. Anh quên tất cả mọi chuyện đã xảy ra đi. Giờ anh em có thể đối diện với tất cả mọi thứ trên đời. Mà bây giờ không thể nữa rồi. Anh đi về đi. Anh đừng có quan tâm gì em nữa. Anh đi về đi. Em nghĩ mình cứ như vậy mà chia tay đi. Trên V Channel thứ hai 3, 4 đón xem Hoa Vương, thứ sáu đừng bỏ lỡ Người Ấy Là Ai mùa 5, thứ bảy chạy cùng Rap Việt mùa 3. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ, xem sớm nhất trên ứng dụng Vion.